Nghệ sĩ nhân dân Minh Phương đổ vỡ hôn nhân muốn hiến tạng khi ra đi. Nếu những ai yêu mến bộ môn cải lương thì không thể không biết đến nghệ sĩ nhân dân Minh Phương, người được xem là ông hoàng cải lương của mọi thời đại. Biết bao thế hệ đã lớn lên theo tiếng hát của người nghệ sĩ này. Mặc dù có sự nghiệp đỉnh cao, lẫy lừng, nhưng nghệ sĩ nhân dân Minh Phương có cuộc đời lắm những truân chuyên. Từ cậu bé 14 tuổi đến danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Khác với những nghệ sĩ cùng thời, Minh Phương bén duyên với sân khấu từ khá sớm. Vào năm 14 tuổi, cậu bé người miền Tây với niềm đam mê nghệ thuật đã vượt hơn 300 đối thủ để giành lấy ngôi vị Khôi Nguyên Vọng Cổ. Từ sau cuộc thi, tên tuổi của Minh Phương vụt sáng, trở thành ngôi sao nhí được săn đón hàng đầu thời bấy giờ. Cứ như thế, theo thời gian, tên tuổi Minh Phương đã in hằn trong lòng những khán giả yêu cải lương, vọng cổ. Có thể nói, nam nghệ sĩ đã dành trọn vẹn cả cuộc đời mình cho nghệ thuật. Suốt 60 năm làm nghề, Minh Phương đã sở hữu một kho tàng âm nhạc đồ sộ với những vở diễn cải lương đi cùng năm tháng như Trạng Ngọc Côn Sơn, Tô Ánh Nguyệt, Nửa Đời Hương Phấn, Đời Cô Lựu cùng hàng trăm bài vọng cổ, tân cổ khác. Đặc biệt, khi kết hợp cùng nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, tên tuổi ông ngày càng nổi tiếng hơn nữa. Minh Phương Lệ Thủy được mệnh danh là cặp đôi vàng của làng cải lương, cả hai chiếm sóng hầu hết các vở tuồng diễn thời bấy giờ. Với tài năng và niềm đam mê cho âm nhạc, ông được người đời yêu mến và đặt cho biệt danh ông Hoàng Cải Lương. Vào năm 2016, sau nhiều năm ấp ủ, nghệ sĩ Minh Phương đã tổ chức một buổi triển lãm quy mô lớn. Tại triển lãm, Minh Phương trưng bày hơn 100 bức ảnh của nam nghệ sĩ chụp cùng với các anh chị em đồng nghiệp trong những năm hoạt động nghệ thuật. Đến tháng 8 năm 2019, sau 3 lần bị trượt mất, Minh Phương cũng được phong tặng cho danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Đây là một phần thưởng xứng đáng dành cho những gì ông đã cống hiến cho nền âm nhạc, nghệ thuật nước nhà bao thập kỷ qua. Ở tuổi 70, ngọn lửa nghệ thuật vẫn cháy bỏng trong lòng người nghệ sĩ này. Mặc dù sức khỏe đã suy giảm, song ông Hoàng Cải Lương vẫn nhận lời tham gia biểu diễn trên khắp cả nước. Để khán giả không nhàm chán, Minh Phương thường xuyên thay đổi, biến tấu các bài hát mới theo phong cách mới lạ hơn, trẻ trung hơn. Là cây đa cây đề trong nghề, nam nghệ sĩ được nhiều chương trình mời làm giám khảo, điển hình là cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ. Ông đã ngồi ghế nóng hơn 14 mùa phát sóng của chương trình Sự Hồi Sinh Kỳ Diệu Sau Lưỡi Hái Tự Thần. Đang đắm mình trong âm nhạc, năm 2011, Minh Phương hụt hẫng phải tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật sau khi phát hiện mắc bệnh suy thận. Căn bệnh đã giày vò cả thể xác lẫn tinh thần ông. Ở thời điểm bệnh trở nặng, nghệ sĩ phải đến chạy thận 3 lần một tuần để có thể duy trì mạng sống. Xa nghề và bất lực với bệnh tật, nghệ sĩ nhân dân Minh Phương chỉ có thể xem lại những vở tuồng cũ để đỡ nhớ sân khấu. May mắn đã mỉm cười với nam nghệ sĩ, Minh Phương nhận được thận hiến tặng từ một nam thanh niên 37 tuổi mất vì tai nạn nghiêm trọng. Với nghệ sĩ, quả thận mới như là một món quà kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng để ông có thể tái sinh lần nữa trong cuộc đời này. Chia sẻ với VN Express, nghệ sĩ nhân dân nghẹn ngào nói, trên bàn phẫu thuật, các bác sĩ nói, kể từ bây giờ, anh là Minh Phương thứ hai. Lúc trời viện về nhà, tôi đùa với vợ hay là tôi đổi tên thành Minh Phương hai. Sự thật, từ khi nhận quả thận hiến tặng, tôi sống một cuộc đời khác. Sau khi thoát khỏi lưỡi hái tự thần, Minh Phương như được sống thêm một cuộc đời mới. Ông Hoàng Cải Lương chia sẻ những giai đoạn khó khăn vừa qua khiến ông trân trọng hơn từng phút giây trong cuộc sống. Trước đó, nam nghệ sĩ được biết đến là một người sống hướng nội, ông không thích những ồn ào trong cuộc sống này. Bây giờ, sau cơn bạo bệnh, người nghệ sĩ ngày nào đã thay đổi, trở nên vui vẻ, lạc quan và hòa đồng hơn với mọi người. Con đường tìm kiếm hạnh phúc nhiều thăng trầm. Con đường sự nghiệp đạt đến đỉnh cao danh vọng, nhưng về đời tư, con đường tình duyên của nam nghệ sĩ gặp khá nhiều thăng trầm. Trước khi đến với người vợ hiện tại, nam nghệ sĩ đã từng trải qua hai cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Sau những vấp ngã, Minh Phương cũng đã tìm được bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời mình sau khi gặp bà Đỗ Thị Hồng, người vợ hiện tại. Nam nghệ sĩ thường dành những lời ngọt ngào nhất khi nhắc đến vợ trên báo chí. Ở tuổi già, nghệ sĩ nhân dân Minh Phương đang tận hưởng cuộc đời bình yên, hạnh phúc bên gia đình mình. Ông còn có sở thích chăm sóc cây kiểng và tập thể dục. Sau những biến cố cuộc đời, Minh Phương cảm thấy biết ơn và yêu quý cuộc sống hơn. Để tạo ra nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng, ông thành lập câu lạc bộ cà phê nghệ sĩ Minh Phương. Tại câu lạc bộ này, nam nghệ sĩ tập hợp những tên tuổi gạo cội, những người từng nổi tiếng một thời, bây giờ cô đơn, hiu quạnh tuổi xế chiều.
Minh Phương quan niệm rằng mình có cuộc sống may mắn hơn những đồng nghiệp cùng thời, nên ông muốn dùng danh tiếng của mình để kêu gọi sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân giúp đỡ những người bạn già này. Được biết, nam nghệ sĩ cũng đã đăng ký hiến tạng sau khi qua đời như một sự trả ơn cho những gì mình đã nhận từ cuộc đời này. Minh Vương cho biết, sau khi mất, ông nguyện hiến hết tất cả nội tạng của mình nếu chúng có thể sử dụng được.